Hải xin kính chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Mình đã quay trở lại với kênh của Hải. Hiện tại Hải đã có mặt tại con đường Điện Biên Phủ. Thì ngày hôm nay mời tất cả mọi người mình cùng đi dạo dọc quanh Sài Gòn cùng với Hải nhá. Thì hôm nay là ngày 24 tháng 12 2022 và hiện tại bây giờ là 2 giờ chiều. Thì mọi người có thể thấy lượng xe qua lại ở trên Điện Biên Phủ khá là đông và không khí Giáng sinh đã về để tới từng nhà rồi, từng nơi luôn. Đây phía bên này là bên bệnh viện mắt của Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện mắt này được thiết kế rất là đẹp, mắt mắt cái này chắc là từ thời trước rất là đẹp luôn đó. Bên này dọc hai bên đường này thì cũng chỉ là những cái cửa hàng mắt, cắm mắt và bán mắt kính nhỏ ở nằm trên con đường Điện Biên Phủ ở phường 7 quận 3 này. Trước có mọi người là đường Bảo Vệ Thanh Quan giao nhau với đường Điện Biên Phủ. Thì không khí Giáng sinh hôm nay thì đang tràn nhập khắp cả Thành phố Hồ Chí Minh luôn. Đi đâu mọi người cũng thấy là cây thông Noel rồi bán đồ Noel. Thì tối ngày hôm nay hứa hẹn là chắc chắn là sẽ rất là nhiều người đi đổ về các quận trung tâm như quận 1 này để vui chơi ngày cuối tuần nữa. Thì Noel nó rơi vào ngày Chủ nhật. Nhưng mà tối nay thì lượng người đi chơi rất là đông nhé. Phía bên này là trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai. Đây ngôi trường này nhìn rất là đẹp luôn, nhưng mà hơi âm u một xíu. Hai bên tường thì được trồng những cây đại khá là lớn. Bây giờ gần Tết này là rất là nhiều người vô gia cư đang đi nhặt sấp vụn đó, hay còn gọi là nhặt ve chai đó, rất là nhiều luôn. Ở dọc đường Điện Phủ này thì bán hàng rong cũng rất là nhiều nha, ở dọc này đấy. Hôm nay thời tiết rất là đẹp luôn, sáng dậy thời tiết se lạnh tầm khoảng 18 đến 20 độ, không khí rất là dễ chịu luôn. Bên này có cái nhà hàng ở phòng khám Tiền Phước này, được trang trí Giáng sinh rất là đẹp luôn. Giờ mình sẽ đi dọc đường này, sau đấy mình đến nhà thờ Đức Bà nhé, xem nhà thờ Đức Bà buổi sáng này có tổ chức cái gì không. Còn phía bên này là đường có đường Trần Quốc Tháo này, bên này là có đại sứ quán Nhật. Bên này thì có cái tòa nhà đang sửa khá là lâu rồi mọi người, phải đến 6 tháng rồi, sửa từ cái lúc mà đợt dịch đến bây giờ vẫn chưa hoàn thành, nó đang có quá trình xây dựng. Bên này có rửa tắc này, nhắc đến rửa tắc thì mọi người ghé vào cái chỗ đường Bát Tư, ngay chỗ viện Bát Tư. Bán rửa tắc đây rất là ngon và rất là nhiều cái hàng bán ở đấy. Còn dọc đường này thì Hải chưa bao giờ uống, không biết. Còn đây là trường Trung học Phổ thông Marie Curie này. Đấy, tiếp theo tới là mình tới với con đường Nam Kỳ giao nhau với đường Điện Biên Phủ nha. Dọc này thì có bán nước khẩu trang này, rồi bán me mây Thái luôn này, rất là nhiều đồ luôn.
Thì những ngày không khí cuối năm đấy mọi người thì thấy là rất là tấp nập luôn, từ buôn bán cho tới các cái hộ kinh doanh nữa, đi đâu thấy không thiếu một cái gì luôn. Đấy, nhất là cái mặt hàng thời trang đi đâu cũng sale tới 50-60% luôn đấy. Rồi các cửa hàng ăn uống về đêm những ngày cuối tuần rất là đông. Này có những chỗ giảm 90% mega về mặt kính. Ở đặc trưng của Sài Gòn này mọi người, nếu mọi người mà đi hỏng xe á, mọi người sẽ tới những cái ngã tư khá là lớn thì sẽ có cái chỗ cho mình sửa xe cũng như là vá xe rất là nhiều luôn. Và là bình thường đi những cái con đường khác thì nó không có đâu, đi mình đi kiếm hoài những con đường dài không có, nhưng mà tới những cái ngã tư lớn là sẽ có nha. Ở dòng này thì là bán đồ ăn trái cây là nhiều đấy mọi người này, và buôn ốc riêu cua này, rồi me bột này, rồi mây thái này, rất là nhiều. Tiếp theo tới mình tới con đường Phạm Thạch giao nhau với Điện Phủ nhé. Bên này thì có cái này SCB khá là lớn. Đây, bán những cái nụ tầm xuân này, rất là đẹp luôn mọi người. Bán đồ trang trí Tết rồi đấy. Bây giờ Hải sẽ vào một cái hẻm có đường Hai Bà Trưng nhé, sau đấy mình sẽ ra cái đường Hai Bà Trưng. Đây là có một cái hẻm nhỏ đi sang cái đường Hai Bà Trưng này. Đây là cái hẻm 193 Hai Bà Trưng. Thông ở đây sang bên này là đường Hai Bà Trưng luôn đấy. Đấy, những chỗ nào bây giờ các cái cửa hàng thời trang đều sale 50% đấy. Để giá hàng cuối năm. Ở cuối năm này mà Việt Kiều về nữa mua đồ thì đã luôn đấy. Ê, ngày xưa đây là cái trung tâm thương mại khá là lớn, bán rất là nhiều đồ đấy, quần áo rồi nói chung là đa dạng mặt hàng. Bây giờ thì họ giải tỏa mặt bằng để chống nguyên một cái khu này luôn. Ở bên này là tòa nhà có tập đoàn Cao Su này, địa chỉ 17 Hai Bà Trưng, và tiếp theo đấy là bên này là có đại sứ quán Trung Quốc này. Tình trạng mà để biển mới cho thuê nhà đây khá là nhiều này mọi người. Đây, bên này có một căn khá lớn 158 Hai Bà Trưng đang để biển cho thuê này. Còn phía bên này là có tòa nhà có Novaland, khách sạn 5 sao lớn nhất ở khu vực này. Thank you.
ngay ở góc Nguyễn Đình Chiếu, giao nhau với đường Hai Bà Trưng có một căn nhà khá là lớn, hai mặt tiền, cũng đang cho thuê, đang gắn cái biển này cho thuê khá là lớn. Tình hình mặt bằng ở khu vực này nó khá là ế ẩm, thì giá cả thì nó đắt, và bây giờ buôn bán thì nó khó. Bây giờ đa phần người ta chuyển qua buôn bán trên mạng xã hội cũng khá là nhiều rồi, như là bây giờ là mạng xã hội phát triển nhất Hải thấy bây giờ là TikTok. TikTok bây giờ người ta like bán rất là đắt khách luôn. Ở cái mạng Facebook bây giờ nó cũng ít hẳn rồi. Tiếp theo đấy là con đường Trần Cao Vân này mọi người, đi về hướng về Hồ Vân Dụ. Thì bây giờ ai sẽ rẽ vào Hồ Vân Dụ xem tình hình họ trang trí Tết chuẩn bị đón năm mới 2023 xem thế nào nhá. Thì thường thường cuối năm ấy, thì ở khu vực ở Hồ Con Ruồi sẽ được trang trí hoa tươi rất là đẹp. Để không biết là hôm nay đã có cái gì chưa. Thì hôm thì giờ này ghé là vẫn chưa có gì ấy, mọi người. Chắc là phải đến đầu tuần sau thì mới có được trồng những cái lá hoa ở khu vực này. Thì mình đi dạo quanh đây một xíu, sau đấy mình ra nhà thờ Đức Bà nhé. Đây lượng khách nước ngoài cũng như là Việt kiều tới đây thăm rất là đông này, không phải là người trong nước đâu nhá. Giờ là cuối năm rồi, người ta về nhiều lắm. Để cuối tuần đi, hôm nào hai rảnh sẽ lên phía bên trên sân bay cập nhật cho cô chú anh chị mình cùng xem. Đây là ngã tư giữa đường Nguyễn Thị Minh Khai giao nhau với con đường Phạm Hồng Thành. Cái bên này là bên nhà văn hóa thanh niên chuyên tổ chức cái sự kiện lớn này, không biết thì năm nay có làm cái lễ hội hoa mai ở đây không nữa. Năm ngoái có cái lễ hội rất là lớn và bên bây giờ đang là lễ hội sách mua bán. Rồi vào đây đọc sách bên trong này. Mỗi lần đến tới đây là Hải thích nhất là ở chỗ công viên này, nó rất là mát. Đây công viên bên trong thì họ đang trang trí ở đấy, trang trí cây. Cây và hoa phía bên trong rồi. Còn bên này chỗ Diamond Plaza thì tới có Hải có quay cho mọi người xem đấy. Lúc nào cũng kín người. Thì mình cùng tới lại nhà thờ Đức Bà, sau đấy Hải xin phép được dừng video nha. Đi thẳng lên này xuống này mọi người có thể thấy là cái tòa nhà có Novaland rất là đẹp, nằm tòa lạc trên đường Nguyễn Du cũng như là một mặt có bên đường Đồng Khởi ấy. Được thiết kế rất là sang trọng. Giờ này cà phê bệt cũng rất là đông người này. Nên mình cùng tới đây mình xem ở bên. Bây giờ này thời tiết nó cũng khá là nắng nóng á, nên cũng ít người tới nhà thờ Đức Bà hơn so với buổi tối. Buổi tối thì phải đến cả nghìn người á. Đây này, Việt kiều về nước rất là đông mọi người đấy, cái cô áo đỏ đấy. Thì thôi, Hải xin phép được dừng video ở đây nha. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị các bạn đã đón xem đến cuối video, và cũng như thường lệ
Thì mọi người yêu quý Hải có thể cho Hải xin một like, đăng ký và ấn chuông thông báo để cập nhật những video mới của kênh nha. Hải xin phép được dừng video ở đây ạ.